Xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn một cái kỹ năng, một cái tuyệt chiêu trong âm nhạc chúng ta khi mà mình đánh đàn đó các bạn. Mình không cần phải cái nút chen phót luôn các bạn, không cần phải nút cộng trừ luôn, mà mình vẫn có thể dịch tông, mình đánh được tất cả các tông luôn. Cái tuyệt chiêu gì mà nghe nó hấp dẫn và nó thú vị quá các bạn ha. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ các bạn cái tuyệt chiêu đó, cổ âm chân kinh các bạn ơi. Rồi, các bạn cùng quan sát âm nhạc nhé. Trước khi chúng ta tập đến kỹ năng này, thì các bạn cần phải có được một cái điều cơ bản, đó là các bạn phải nhận biết được, tính được các cái bậc từ âm chủ đi lên tới âm chủ của một cái tông giọng các bạn ha. Ví dụ như thang âm trong tông la thứ đi, tại ví dụ như la thứ nha, thì chúng ta sẽ có từ la lên tới la, các bậc của nó, các bạn nhớ nha, bậc cơ bản của nó từ la lên tới la, thì mặc định âm chủ sẽ là bậc gì? Bậc 1, các bạn phải nhớ nha. Rồi bậc 2 của nó là nốt gì? Nốt si. Mình ví dụ vào tông la thứ để các bạn dễ tập và dễ hình dung nhất. Rồi tông, xin lỗi, nốt đô đó là bậc 3. Rồi nốt rê đó là bậc gì? Bậc 4. Nốt mi là bậc 5. Nốt pha là bậc 6. Bậc 7 là nốt son. Rồi lên đây là nốt la, chúng ta gọi bậc 1 trở lại, hay là gọi bậc 8, khoảng 8 cũng được các bạn ha. Rồi như vậy chúng ta phải xác định được bậc 1 của cái tông mình đang đánh nó là nốt gì, bậc 2 cái tông đang đánh nó là nốt gì. Ví dụ như la thứ đó, mình đang đánh tông la thứ, thì người ta nói ô nốt đô, là mình phải nhớ được nốt đô nó là bậc 3 của cái tông la thứ này. Đó, mình nói như vậy để mình dễ hiểu, dễ hình dung ha. Rồi ví dụ như mình đang đánh tông la thứ này, người ta nói ơ bậc 5, là trong đầu mình phải hình dung liền, bậc 5 của thằng la sẽ là nốt gì. Mình không nếu lúc ban đầu á, mình chưa có quen á, mình chưa có bị rành á, mình cứ tính lên la là 1 rồi đúng không, là si đô rê mi, như vậy bậc 5 của thằng la sẽ là mi. Các bạn ha, mình chưa rành, mình cứ tính, mình cứ đếm như vậy. Chẳng sao cả các bạn, đừng có ngại, đừng có sợ mắc cỡ gì trên á. Mình mới tập mà, mình chưa quen thì mình cứ tính như vậy thôi, không sao cả các bạn ha. Còn những bạn nào ta rành rồi đó, là ta nhìn, ta chỉ cần nghe nói người ta biết nó bật mấy liền, đó là quảng mấy liền các bạn ha. Rồi đó, điều đầu tiên cơ bản các bạn cần có là phải xác định được cái bậc ở trong cái thang âm của tông đó. Rồi ví dụ như qua tông rê thứ đi, ta nói ô tông rê thứ bây giờ mà kiếm bậc 5 giùm tôi, mình bắt đầu không rành, mình phải kiếm. Đó các bạn, mình không sao cả. Rồi việc đầu tiên chúng ta xác định được trong tông rê thứ này bậc 1 sẽ là gì? Nốt rê. Ok, âm chủ luôn luôn bậc 1 các bạn nhé. Đó là cái mẹo. Rồi bậc mi. Bậc 2 là nốt mi. Bậc 3 là nốt pha. Bậc 4 là nốt son. Đó mình thuộc lòng luôn các bạn. Bậc 5 là nốt la. Bậc 6 là nốt si dán. Tại sao bậc 6 lại là nốt si dán? Thì để ở một cái clip khác, một cái video khác, tôi sẽ chia sẻ các bạn tại sao các cái thang âm của cái tông thứ tông trưởng lại xuất hiện như vậy các bạn nha, dưới thang dưới dáng như vậy nha. Ở đây mình chỉ thuộc lòng thôi. Rồi các bậc thôi. Rồi bậc 7 là đô. Rồi bậc 8 hay rồi là âm chủ là bậc 1 lại đó, mình gọi nốt rê. Đó, việc đầu tiên chúng ta phải xác định được cái bậc trong cái thang âm của cái tông đó, cái giọng đó các bạn nha. Rồi ví dụ như mình đang đánh tông rê thứ đi, đánh ô anh ơi qua bậc 5. Rồi bắt đầu đang đánh rê thứ một qua bậc 5, mình phải hình dung được gì? Mình qua gì? La. Bậc 5 là nốt gì? Nốt la. Rồi mình đang đánh tông rê thứ. Rồi anh ơi qua em bậc 4. Ô bậc 4 là nốt gì? Mình không quen thì mình cứ tính rê mi pha son. Mình qua nốt son. Đó các bạn nhớ nha. Việc đầu tiên các bạn phải định hình được các cái bậc cơ bản ở trong cái thang âm của cái tông đó. Ok bạn nha, đó là cái việc cơ bản mình cần có, bước thứ nhất đó các bạn. Rồi đến bước thứ hai, làm sao để dịch tông được mà không cần cái nút chen phót này đây. Bây giờ cái bước này nó mới quan trọng nè các bạn. Rồi, các bạn quan sát dòng nhạc nha. Tại ví dụ vào cái tông la thứ nè, các bạn sát dòng nhạc nha. Ở dòng tèo có một câu thôi. Ví dụ ở tông la thứ, các bạn quan sát dòng nhạc nha. Ví dụ ta có cái câu này. Cái câu này giống như cái câu guitar bass ở trong cái bài chỉ riêng mình ta các bạn. Đó thì ví dụ như bắt đầu cái câu này là mì son son lá lá mì son lá rề mí, là hết cái câu này ha. Rồi bắt đầu mình, việc đầu tiên chúng ta sẽ tính cái bậc của nó. Mình đánh ra tông la thứ được rồi, nhưng bây giờ lỡ như ban nhạc người ta đánh ra tông rê thứ thì làm sao đây? Không lẽ mình bấm nút chen phót cộng trừ này thì nó cũng phức tạp các bạn ha, lâu lắm, lâu lắc lắm. Nhưng khi mình cộng nó bị thiếu chơi dư nữa các bạn. Có nhiều trường hợp lắm. Mình cộng dù từ la rê mình không quen nó, mình cộng ấy, mình cộng 6, cộng 7, cộng 3, cộng 4 vô. Nó bị thiếu. Đánh nó bị chênh với lại anh em trong ban nhạc.
đó nó cũng phức tạp các bạn ha. Hoặc là khi mình cộng trừ cái bài này xong rồi, cái qua cái bài sau của mình quên trở về số 0 của nút chain fork này lại nè, cái mình đánh bị lạc tông đó, các bạn thấy rõ ràng không? Vì vậy chúng ta học cái cách dịch tông này, mình không cần nút chain fork luôn, mình dịch sau này mình quen rồi là mình đánh tông nào được hết. Rồi bây giờ tại ví dụ coi thầy kéo có cái câu này ở tông la thứ nè, dễ các bạn đánh được nè, là mì son son lá lá mì son lá rề mí, là hết câu này các bạn ha. Rồi việc đầu tiên chúng ta sẽ xác định nó, cái những cái nốt này nó là bậc mấy ở trong cái tông la thứ này các bạn nha. Hồi nãy mình bước 1 mình đã nắm vững cơ bản rồi đó. Giờ bước 2 chúng ta vô cái câu này, bắt đầu mình xác định nốt la bậc mấy các bạn, bậc 1. Ok, mình nhớ nha. Rồi nốt tiếp theo nốt mi là bậc mấy, bậc 5. Đó là si đô rê mí 1 2 3 4 5. Đó các bạn cứ xác định như vậy đi. Các bạn nhiều bạn nói trời ơi, tập kiểu này xác định chỗ này đánh vô bài cứ chậm như con rùa mà chừng nào mới xong. Đúng không các bạn? Lúc mình mới tập nó rất là chậm, mình tính bật rất là chậm, nó rất là lâu tại mình mới tập mà các bạn, mình chưa quen mà. Lúc mới lên chiếc xe mà các bạn chạy đâu quen đâu, chạy run rẩy vô số nó bị khực máy hoài à. Nhưng mà chạy lâu ngày thấy ra quen không? Quen thậm chí chạy tay một luôn á, tay này ôm người yêu phía sau các bạn ha. Tại giỡn rồi nha, đó chạy tay một rồi, tay này ôm người yêu phía sau. Đó các bạn, khi mình đã chạy nhiều lần, mình đã tập nhiều lần thì nó chỉ là một vấn đề gì? Thời gian thôi các bạn. Tập luyện nó sẽ được thôi các bạn ha. Lúc mới tập thì mình tập theo của thầy chia sẻ là bạn, đừng có ham nhanh, cứ tập những điều cơ bản căn bản trước các bạn. Rồi là nốt la là bậc 1. Đó, mình lấy miếng giấy mình ghi vô nốt la bậc 1. Rồi ok. Mì là bậc gì? Bậc 5. Rồi cứ lấy miếng giấy ghi vô nốt mì bậc 5. Son son lá. Nốt son là bậc mấy? Bậc 7, là si đô rê mi fa son, son bậc 7. Rồi son son là 77, tức là bậc 7. Rồi nốt lá là âm chủ, không còn gọi là mà quãng 8 thì các bạn dễ hình dung ha. Rồi như vậy mình có câu là 1 5 7 7 8. 8 mình gọi là tạm thời gọi là 8 để các bạn dễ hình dung nha. Rồi mình có được một câu, các bạn nhớ trong đầu nha, mình ghi ra giấy luôn nha, 1 5 7 7 8. Rồi câu tiếp theo 8 5 7 8 4 5. 8 là nốt lá nè, mì là nốt bậc 5 nè, son là bậc 7 nè, lá là bậc 8 lại nè, rồi nốt rê là bậc 4 nè, nốt mi bậc 5 lại nè, là hết cái câu này. Các bạn lấy miếng giấy á, mình ghi ra các bậc ra. Ok, bây giờ mình nhớ, mình tập câu này nhiều lần cho quen tay coi. Là mì son son lá, lá mì son lá rê mí, là hết. Bắt đầu mình quay lại đánh lần nữa. Rồi sau khi mình đã quen rồi, mình nhớ cái bậc đó luôn nữa bạn nha, mình đánh nhiều lần để nhớ. Bây giờ mình ví dụ như mình qua tông rê thứ. Rồi hồi nãy mình có ghi cái số rồi các bạn, bậc 1. Rồi qua tông rê thứ mình cũng bắt đầu từ bậc 1 thôi, tại vì cái bậc nó sẽ giống nhau các bạn nhé. Rồi bắt đầu mình qua tông rê thứ, mình dịch tông như vậy nè. Hồi nãy mình bắt đầu từ bậc 1 đúng không? Câu mình bắt đầu từ bậc 1. Rồi bậc 1 của tông rê thứ là gì? Rê. Ok. Rồi tới bậc gì? Bậc 5. Bậc 5 của thằng rê là gì các bạn? Rê mi fa son lá, nốt lá. Rồi tiếp tục tới hai bậc 7 liên tiếp. Bậc 7 của thằng rê là gì các bạn? Đô đô. Rồi tới bậc 8. Bậc 8 là nốt rế trên cùng. Là xong. Bắt đầu mình đánh. Đó các bạn, y chang cái câu nãy đó, nhưng mà nó ở cái tông khác rồi đó các bạn. Tại vì sao? Tại vì các cái bậc của nó sẽ tương ứng với nhau. Nếu ở tông la thứ bắt đầu từ bậc 1 thì qua tông rê thứ cũng bắt đầu từ gì? Bậc 1. Bậc 1 là nốt nào? Chúng ta tìm ra và đánh. Cái câu nó y chang vậy thôi bạn, chẳng khác gì cả. Rê là đô đô rế. Mình có được câu đầu rồi đó. Rồi cái câu tiếp theo 8 5 7 8 4 5. Đó mình nhớ cái bậc của nó, 8 5 7 8 4 5. Đó nếu mình tại vì cái này tèo đã tính được cái bậc đó, tèo quen rồi. Còn nếu bạn chưa tính được mình cứ tính từ từ. 1 là nốt rê nè, mình qua tông mới rồi mà. Rồi bậc 5 mình kiếm coi, bậc 5 tiếp theo, cái nốt tiếp theo là bậc 5, rê mi fa son lá, lá bậc 5. Rồi nốt tiếp theo là hai nốt bậc 7, rê mi fa son la si đố, à đố đố đố, hai nốt. Rồi tới nốt rế trên cùng là nốt bậc 8. Rồi sau đó mình đã xác định được cái nốt, bắt đầu mình đánh thôi, tại vì tiết tấu cái câu này mình đã thuộc rồi các bạn, thuộc ở tông la thứ rồi. Bây giờ qua đây mình chỉ cần tìm nốt để mình đánh thôi, còn cái tiết tấu mình đã thuộc rồi.
Ok các bạn nhé, rồi mình có được một câu đó. Rồi qua câu tiếp theo là cái vế ô nhị tiếp theo nè. Bậc 8 là âm chủ đó. Rồi tới bậc 5, mình tìm, mình không quen mình cứ tìm rê, mi, fa, son, lá. Rồi tới bậc 7 mình tính rồi rê, mi, fa, son, la, si, đố. Rồi bậc 8 là âm chủ thì dễ rồi. Rồi tới bậc 4, rê, mi, fa, son, ok, nốt son. Rồi tới nốt cuối cùng là bậc 5, rê, mi, fa, son, lá. Rồi xong, tìm ra được cái bậc. Bây giờ mình đánh cái câu đó cả câu là hết. Xong, sau khi mình đã quen rồi, bắt đầu mình đánh cả câu. Là hết. Đó các bạn, cũng là cái câu đó thôi. Tần, 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 tần. Y chang câu nãy đúng các bạn, nhưng mà lúc này mình đã đánh ở tông gì? Tông rê thứ các bạn ơi, nó không còn ở la thứ nữa. Đó, mình dịch tông như vậy đó các bạn, đâu có cần phải nút change phát là làm cái gì. Các bạn thấy rõ ràng không? Mình chỉ cần xác định được cái bậc của nó. Ở cái tông này, mình bắt đầu từ bậc nào, thì mình qua cái tông kia, mình cũng bắt đầu từ cái bậc đó thôi các bạn. Nó không gì cao siêu cả. Ok bạn nhé. Rồi đó là một ví dụ ở tông la qua tông rê. Bây giờ cũng là câu này luôn, nhưng mà mình sẽ qua cái tông khác, tông mi thứ chẳng hạn. Rồi cái câu này nãy mình xác định là ở la thứ nè, là mì son son lá, y chang nãy các bạn ha. Y chang nãy thôi, cũng 1, 5, 7, 7, 8 thôi. Rồi bây giờ mình qua tông mi thứ thì sao đây? Nếu như mình trong đầu mình nghĩ lên qua tông mi thứ là âm mi, cái nốt mi á, nó sẽ làm gì các bạn? Bậc 1. Tại vì tông nào thì bậc 1 sẽ là âm chủ của tông đó các bạn nhé. Đổi dụ như tông mi thứ thì bậc 1 sẽ là nốt mi. Ok, luôn luôn như vậy các bạn nhé. Đổi đồng tính thôi. Rồi cái câu mình bắt đầu từ bậc 1 đúng không? Bậc 1 rồi mình có nốt mi. Qua tông mi thứ các bạn thì nốt mi là bậc 1. Ok, rồi tiếp theo tới bậc 5. Bậc 5 của mình không quen, mình cứ kiếm mì phải không? Fa, son, la, si, a, nốt si, si. Rồi tiếp theo tới 7-7. Bậc 7 trong tông mi thì mình chưa quen thì mình cứ kiếm thôi bạn. Mì, fa, son, la, si, đô, rế, a, nốt rế. Nốt rế là bậc 7, mình đánh hai nốt rế. Mì, si, rê, rê. Rồi tới bậc 8. Bậc 8 là âm chủ nè, mình nói rồi đó, là nốt mi. Về lại là xong, mình có được một ô nhịp. Mì, si, rê, rê, mí. Bạn thấy dễ không? Ra câu rồi đó. Mặc dù đánh cho tông khác đó các bạn. Tức là lúc này mình dựa theo cái bậc đó, cái bậc đó rồi mình áp vô cái tông nằm đánh thôi. Bậc 1 đúng không? Bậc 1 của mi thứ là nốt mi. Đó, mình cứ suy nghĩ như vậy thôi là mình đánh được. Rồi qua câu tiếp theo. Qua cái ô nhịp tiếp theo. Mi thứ mình đang ở mi nè. Rồi bắt đầu tiếp theo là bậc 8 âm chủ, bậc 8 là nốt mi. Ok. Rồi tới bậc 5, mình chưa quen thì mình kiếm tông tông cái mi này, bậc 5 của mi là gì? Mi, fa, son, la, si, a, nốt si. Rồi, tiếp theo tới bậc 7, mình chưa quen mình kiếm mì, fa, son, la, si, đô, rế, rế. Ok, tới bậc 8 là nốt mí lại. Rồi, tới bậc 4, mình chưa quen, mình mới tập thì mình cứ kiếm mì, fa, son, la, la. Rồi, nốt cuối cùng bậc 5, bậc 4 đây 5 cái bên này chứ đâu nữa. Quá dễ bạn ha. Đó, mình cứ lấy cái bậc đó rồi mình áp vô trong cái tông mi này mình đánh thôi bạn, là ra được cái câu thôi. Giờ đánh thử nè. Là hết. Đó các bạn, cũng là cái câu đó thôi, nhưng mà lúc nào mình đánh ở tông gì? Tông mi thứ. Lý do là mình đã nắm được các cái bậc ở trong cái thang âm, trong cái tông giọng đó, cho nên mình suy qua cái tông khác mình đánh, dịch tông, mình khỏi cần nút trên phó nữa các bạn ha. Đó là tông đó, từ la mình chỉ qua mi rồi đó. Rồi bây giờ ví dụ như từ la mình chỉ qua pha thứ, thử là sao bạn ha, nó có căng thẳng không nha. Cũng tương tự đấy thôi. Thì ở la thứ mình đánh nãy rồi đó, bậc 1 đó, bậc 5 đó, 7, 8 đó. Rồi bây giờ mình qua pha thứ, nó cũng tương tự như vậy. Qua pha thứ thì lúc này các bạn nhớ giùm tèo, qua pha thì pha thế là bậc 1 đúng không các bạn? Tại vì nó âm chủ mà. Lúc này mình qua pha rồi, pha. Rồi mình theo công thức, bắt đầu từ bậc 1. Bậc 1 của mình tông pha là nốt pha, ok. Rồi tới bậc gì? Bậc 5. Đó mình chưa quen mình tính. Pha, son, la, si, đô, a, đô, bậc 5. Rồi tiếp tục tới bậc 7-7. Hai cái bậc 7. Bậc 7 trong cái tông mà pha thứ này mình sẽ tính. Pha, son, la, si, đô, rê, mi, a, nốt mi dáng. Ok, đánh hai nốt mi, hai bậc 7 đó, mi, mi đó. Rồi, bậc 8 âm chủ lại. Xong, nốt pha. Như vậy là mình đã giải quyết được cái ô nhịp thứ nhất. Pha, đô, mi, mi, phá. À, tại sao trong pha thứ lại có mi dáng thì để ở một cái clip khác tại nói rồi nha. Ở một cái clip khác, video khác, tèo sẽ chia sẻ với bạn tại sao các chữ hóa nó xuất hiện như vậy.
Rồi, bây giờ mình chỉ cần ở trong cái clip này là chỉ chia sẻ các bạn kỹ năng để mình dịch tông các bạn nha. Rồi, như vậy mình đã giải quyết được cái ô nhịp thứ nhất. Đánh đúng cái bậc của nó thôi là tự nhiên nó ra các bạn. Phà, phà là 1 nè. Rồi 5, 7, 7, 8 ra được cái câu liền. Ok bạn ha. Rồi tới ô nhịp tiếp theo, ô nhịp cuối nào. Tới bậc 8, bậc 8 là nốt pha rồi. Rồi tới bậc 5, mình chưa quen thì mình tính. Phà, son, la, si, đô, a, nốt đô. Ok. Rồi tới bậc 7, bậc 7 là nốt mi, nãy mình mới đánh xong, mi dán đó. Rồi tới bậc 8, âm chủ. Rồi tới bậc 4, mình không quen mình tính. Phà, son, la, si, a, nốt si dán. Đây, rồi tới bậc 5 mình phải nốt đô lại. Tại sao trong pha thứ có tính có nốt si dán này nè, thì để ở clip khác thì nói rồi nha. Ở một cái video khác tại sẽ chia sẻ các bạn các cái trình tự xuất hiện của dấu thăng dấu dán, tại sao cái dấu này nó có, tại sao cái tông này nó có mấy dấu, cái giọng này có mấy dấu như vậy, tại sao như kia vậy, để sau các bạn ha. Ở đây mình chỉ học cái cách dịch tông thôi là mình hết. Sau khi mình nó quen nó bắt đầu đánh cả câu thôi. Các bạn thấy rõ ràng không? Cũng là giai điệu của câu đó thôi. Nhưng mà lúc này chúng ta đã dịch qua tông gì? Pha thử rồi. Tại sao chúng ta dịch được? Tại vì chúng ta nắm được các cái bậc của cái tông giọng đó, cho nên mình suy qua tông khác mình đánh cũng tương tự với bạn. Đó, thì bây giờ theo ví dụ như cái câu này luôn đó. Nãy giờ mình qua tông rê, tông mi, tông pha đúng không? Bây giờ mình qua tông gì? Qua tông si đó sao? Si thứ nè. Mình cũng tương tự vậy các bạn. Mình phải nhớ được cái bậc của nó. Cái bậc của nó bắt đầu từ bậc mấy thôi. Các bạn thấy rõ ràng không? Đó cũng là câu đó thôi. Nhưng mà mình đang dịch qua tông si mình đánh nha các bạn. Nhờ là mình nắm được các cái bậc ở trong cái thang âm của tông đó các bạn ha. Là mình sẽ suy tông, dịch tông như vậy đó. Không cần nút trên phót. Các bạn thấy thú vị không các bạn? Quá hay các bạn ha. Sau này chơi đàn không cần phải nút này nữa. Thậm chí các bạn lấy băng keo, bạn dán nút rồi bỏ luôn. Dán là luôn các bạn ha. Không cần phải nút này nữa. Tại sao vậy? Tại vì tôi coi được cái clip của cụ Tèo, nó chia sẻ cách dịch tông mà tôi đâu cần cái nút nữa đâu. Tôi ráng tôi tập, mỗi ngày tôi tập chừng 1 tiếng đồng hồ thôi, mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ thôi các bạn. Đảm bảo các bạn chừng 1 tuần lễ hoặc là 2 tuần lễ thôi là các bạn sẽ cảm giác là cái trình độ âm nhạc mình nó khác lên. Cũng là bài đó, câu đó nhưng mà tông nào đánh vừa ở trên đó. Đó, dù câu này ở tông đô, bây giờ mình tạo qua tông rê thứ. Đó các bạn, giờ qua tông pha thứ. Đó các bạn, cũng là câu đó thôi nhưng mà mình dịch tông đó. Đó, lý do là Tèo đã tập nhiều rồi. Cho nên bây giờ cũng là một câu nhưng qua tông khác Tèo đánh được là như vậy đó các bạn. Cũng là cái phương pháp, cái cách tập mà Tèo đã chia sẻ các bạn đó. Thực tế đó các bạn, người thật việc thật luôn đó các bạn, chứ không có gì cao siêu đâu các bạn ơi. Cố gắng các bạn ơi, cố gắng tập luyện nhé. Nếu như trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn hay thắc mắc á, các bạn cứ để là bình luận phía dưới clip này. Hoặc các bạn muốn tìm hiểu kỹ năng gì, hay muốn đệm bài hát gì, hay muốn solo nốt cái bài gì đó, các bạn cứ để lại tên bài hát ở dưới bình luận của video này nhé. Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.